Hello, hello, xin chào các bạn, mình là Khoai Tây. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kinh nghiệm học tập cũng như là kiến thức dành cho những bạn yêu thích ngôn ngữ này giống như mình. Có thể các bạn chưa biết, hoặc cũng có thể là các bạn biết rồi, ngoài là chủ của kênh YouTube Khoai Tây yêu tiếng Trung, hiện nay tớ cũng đã là chủ của kênh TikTok Khoai Tây yêu tiếng Trung. Và do vậy tớ đã có rất nhiều những cái cơ hội để có thể trò chuyện, nói chuyện đối với các bạn, những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung, hoặc những bạn vừa bắt đầu đi vào tiếng Trung, hoặc những bạn đã học tiếng Trung được một thời gian rồi. Ngoài cái việc tư vấn lộ trình học tập ở chương trình bên tớ ra, thì tớ cũng đã tư vấn khá là nhiều về phương pháp học tập cho các bạn. Thế rồi tớ mới nhận ra là hóa ra những cái sai lầm ngày xưa, những sai lầm chí mạng và cực kỳ đơn giản, cực kỳ phổ biến mà ngày xưa cách đây 14 năm tớ đã từng mắc phải, thì các bạn bây giờ cũng đang bị mắc phải y hệt như vậy. Do vậy trong video này thì tớ đã tổng hợp ra những cái sai lầm lớn nhất của người mới học tiếng Trung, bao gồm cả cá nhân tớ và cũng như là bao gồm rất nhiều bạn ở đây. Hy vọng rằng sau cái video này có thể giúp ích được cho các bạn một phần nào đó trong việc thay đổi cái phương cách học tập. Và nếu như bạn đã mắc phải những cái sai lầm mà tớ đang nói trong video thì cố gắng nhanh chóng chỉnh sửa nhé. Sai lầm đầu tiên của tớ là không học theo bộ thủ. Tớ tin chắc rằng đây là sai lầm không chỉ của một mình tớ đâu mà của rất nhiều bạn đang ở đây, những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung hoặc thậm chí đã học tiếng Trung một thời gian rồi. Tớ tin là có nhiều bạn cũng giống như tớ ngày xưa. Mặc dù rõ ràng một thầy cô giáo chúng mình vẫn luôn khuyên và kêu gào là các em ơi hãy học theo bộ thủ đi để chúng mình có thể nhớ từ vựng một cách nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn, có tính logic hơn. Nhưng về cơ bản thì chúng mình vẫn bỏ ngoài tai. Tớ ngày xưa là tớ bỏ ngoài tai luôn đấy. Tớ cho rằng là việc quái tự nhiên phải bỏ ra một thời gian ra ngoài học cả một đống hơn 200 bộ thủ để làm cái trò gì. Trong khi đó mình hoàn toàn có thể là học theo kiểu tôi đến, tôi nhìn, tôi thấy, tôi nhớ, nhớ theo nét thôi. Ừ, đơn giản mà. Và mọi thứ đối với tớ nó vẫn xuôi trèo mát mái cho đến khi tớ học hết được HIK 4 cơ. Thế nhưng khi mà tớ đi lên học chuyên ngành, ngày xưa tớ học chuyên ngành tài chính ngân hàng và tớ du học nhé. Thế nên là cái lượng từ vựng mới, từ vựng chuyên ngành của tớ nó xuất hiện hàng ngày, nó nhiều dã man khủng khiếp luôn, nó kinh khủng hơn nhiều so với cái hồi mà tớ chỉ học tiếng Trung ấy. Vì khi đấy tớ mới bị theo cái kiểu gọi là bị sốc từ vựng, tớ rất khó khăn để có thể nhớ được hết cái lượng từ vựng mới. Và thậm chí là tớ còn thường xuyên chọn sai từ cơ. Tớ lấy ví dụ, tớ kể các bạn nghe một câu chuyện. Hồi đấy là tớ đang muốn tìm cái chữ tiếng là đặt theo kiểu đặt hàng đặt vé. Thế nhưng khi mà tớ gõ cái pinyin ra, nó ra một loạt những hán tự như thế này. Xong tớ ngơ ra, tớ không biết là tớ phải chọn cái chữ nào. Và hồi đấy thì tớ chọn sai từ luôn. Ví thử như là hồi đấy mà tớ có học theo bộ thủ ấy, thì tớ sẽ biết được là à, cái thằng nào có bộ ngôn liên quan đến ngôn từ lời nói thì nó sẽ liên quan đến việc ký kết mua bán là cái chữ tiếng này. Cái thằng nào mà có bộ mục là con mắt thì nó có liên quan đến hoạt động của mắt, tức là nhìn chằm chằm, thì là cái chữ tiếng này. Và cái thằng nào có cái bộ chin, là cái bộ kim loại đứng ở đằng trước thì nó là cái đinh, nó là cái tiếng này. Và cái thằng nào mà không có gì đứng đằng trước thì nó đơn giản là đinh thôi, theo kiểu như là họ đinh các thứ ấy, đinh tráng các thứ, thì nó là cái chữ đinh này, cái chữ này. Đấy, thế nhưng bởi vì tớ không học nên tớ không có tính logic ở trong đầu và tớ đã chọn sai từ. Có rất nhiều người Trung Quốc họ sinh sống và lớn lên ở trong cái môi trường bản địa và họ học tiếng Trung theo kiểu cũng không quan tâm đến cái tính logic của bộ thủ đâu. Tuy nhiên chúng ta không nên đú với người ta. Ví dụ như với một cái lượng từ vựng của một đứa trẻ Trung Quốc tầm 11, 12 tuổi thì đối với người nước ngoài chúng mình chỉ có thời gian để học trong vòng 2 đến 3 năm mà thôi. Chúng mình đâu có sinh ra và lớn lên ở cái môi trường tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung đâu. Thế nên chúng ta bắt buộc phải học một cái thứ gì đó nó có tính logic hơn, nó có tính hệ thống hơn, và đó chính là bộ thủ. Chúng mình học hán tự thì chúng mình thấy hầu hết các hán tự nó đều là sự lắp ghép của các cái bộ thủ với nhau, giống như chúng mình chơi ghép Lego ấy. Thế nên thay vì việc là mình nhớ từng nét một, hãy nhớ từng bộ một để chúng ta có thể học từ vựng một cách hệ thống hơn, nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Có thể trong thời gian đầu thì bạn sẽ cảm thấy hơi bị mất thời gian để học bộ thủ, nhưng nó sẽ có lợi ích cho bạn về lâu về dài. Không những thế thì đằng sau mỗi hán tự đó là một câu chuyện về lịch sử, về văn hóa, về đời sống, một bài học về đạo lý đạo đức nào đó. Thế nên nếu như chúng ta chịu khó học theo bộ thủ, chúng ta chịu khó tìm hiểu về cái ý nghĩa của nó, cái tính logic của nó, thì chúng ta sẽ thấy là hóa ra hán tự nó thú vị hơn là chúng mình tưởng. Okay. Sai lầm thứ hai của tớ là không quan tâm đến từ loại. Ở đây có bạn nào học ngoại ngữ kiểu tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, vân vân. Và khi mà chúng ta tra từ ấy, chúng mình sẽ thấy những thứ kiểu như là danh từ này, tính từ, lượng từ, số từ, liên từ, phó từ, vân vân. Thế xong rồi các bạn kệ mẹ nó luôn, các bạn không quan tâm nó là cái gì và các bạn thậm chí còn không hiểu nó là cái gì. Có không ạ? Nếu có để lại comment cho tớ nào.
tớ thì có đấy, ngày xưa tớ như thế luôn. Ngày xưa thì tớ học thì tớ còn chẳng quan tâm đến từ loại là cái quái gì cả. Kiểu tớ đơn giản tớ chỉ nhớ cái từ vựng và nhớ cái ý nghĩa của nó thế thôi. Chứ còn việc nó là phó từ hay nó là liên từ, nó là số từ, nó là lượng từ hay nó là cái của nợ của tội gì thì tớ cũng chẳng quan tâm. Tuy nhiên sau này khi tớ đi lên chuyên ngành và làm bài tập lớn để nộp cho giáo viên ấy thì tớ đã bị đúng cái kiểu gọi là bị vả đông đúc vào mặt luôn. Bởi vì là không nắm chắc được từ loại, tớ dễ dàng ứng dụng sai các cấu trúc ngữ pháp và thậm chí tớ còn dùng sai từ luôn. Nó khiến cho cái câu cú của tớ nó lủng cà lủng củng, bài tập của tớ nó ất a ất ơ và giáo viên chê. Tớ lấy ví dụ như là câu tớ thích đọc sách, chúng mình có thể nói là 我喜欢看书. Trong đó 喜欢 là động từ, đứng ở đây là hoàn toàn đúng. Nhưng chúng mình tuyệt đối không được nói là 我爱好看书, vì 爱好 nó cũng là thích, nó cũng là sở thích đấy, nhưng nó là danh từ cơ. Thấy chưa? Sợ chưa? Vậy nên để chúng mình có thể dễ dàng ứng dụng được các cái công thức ngữ pháp cũng như là dùng đúng từ vựng thì các bạn cũng nên quan tâm đến từ loại nhé. Và cả các thành phần ở trong câu nữa, ít nhất chúng ta cũng nên hiểu nó là cái gì. Sai lầm thứ ba của tớ, không học Hán Việt. Do ngày xưa tớ bắt đầu học tiếng Trung từ con số 0 ở Trung Quốc và toàn bộ giáo viên của tớ đều là người Trung Quốc. Do vậy các thầy cô cũng không dạy cho tớ biết thế nào gọi là Hán Việt. Tất nhiên rồi, họ cũng có biết Hán Việt là cái gì đâu. Và cái thời điểm đấy thì tớ học theo kiểu đúng như kiểu cầy chay luôn ấy, học từ nào biết từ nấy. Cho đến khi sau này tớ mới nhìn lại bảo ố, sao lại thế? Mình có một kho từ vựng Hán Việt ở đây, tại sao chúng ta lại không sử dụng? Ở cái thời nghìn năm Bắc thuộc ấy, Trung Quốc họ muốn đồng hóa Việt Nam chúng ta và bắt chúng ta phải sử dụng tiếng Trung. Tuy nhiên các cụ lại theo kiểu là ok, tao dùng tiếng Trung đấy, tao dùng chữ thôi nhưng tao không phát âm giống mày, tao phát âm theo kiểu Việt Nam. Lúc đấy hay đấy. Và do vậy, khi các bạn đi đến đình chùa, các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều chữ Hán ở đó, hay chúng ta gọi là chữ Nho ấy. Nhưng những cái chữ đó không phát âm giống tiếng Trung đâu, mà là phát âm theo âm Hán Việt. Do vậy, cái từ vựng Hán Việt của chúng ta với tiếng Trung có cái mối quan hệ, có cái mối liên kết với nhau cũng khá là chặt chẽ nha mọi người. Và đấy là lý do tại sao những người học tiếng Trung cũng nên học theo cả âm Hán Việt để chúng mình có thể dễ dàng nhớ được kiến thức, tổng hợp được từ vựng và thậm chí học được một thời gian rồi, bạn còn có thể tự suy luận được từ vựng luôn. Tôi lấy ví dụ, của là quốc. Chúng ta có thể viết được của gia là quốc gia, của bảo là quốc bảo, Trung của là Trung Quốc. Quá dễ dàng để tổng hợp đúng không? Cái việc học theo Hán Việt này có thể giúp chúng ta rút ngắn được thời gian học và ghi nhớ từ vựng hơn. Mấy ông Tây thì làm gì có cửa dễ dàng như vậy được. Đây là lợi thế của chúng ta đấy. Nhớ dùng nhá, đừng bỏ phí. Sai lầm thứ tư, không học giao tiếp song song với ngữ pháp. Rất nhiều bạn học tiếng Trung ở Việt Nam nghĩ rằng là ôi dồi ôi, mới học từ H1, H2 biết cái gì đâu mà đi giao tiếp. Để khi nào mà cái vốn từ vựng nó dày dày lên, học nó giỏi giỏi vào thì khi đấy hãng học giao tiếp, khi đấy mới ra biết nói chuyện, không bây giờ nói gì, ôi nhục chết được, có biết nói gì đâu mà nói. Sai nhá, sai lầm nghiêm trọng nha. Trên thực tế thì chúng mình nên bắt đầu học và luyện giao tiếp ngay từ những ngày đầu tiên chúng ta mới học tiếng Trung. Tức là tầm HSK1 ấy là các bạn đã cần phải đi giao tiếp với người ta rồi. Đầu tiên, đấy là nếu như chúng ta coi cái việc học ngữ pháp nó giống như học lý thuyết thì cái việc đi giao tiếp, nói chuyện nó như là thực hành. Các cụ nói rồi, học thì phải đi đôi với hành, đúng không? Thế nên là khi các bạn học được cấu trúc ngữ pháp nào, các bạn học được những cái từ vựng nào, hãy cố gắng sử dụng nó ở trong giao tiếp, cố gắng nói chuyện thật là nhiều vào. Chắc cái quá trình thực hành này sẽ có thể giúp các bạn ghi nhớ tốt hơn cái cấu trúc ngữ pháp đó, ghi nhớ tốt hơn cái từ vựng đó và chúng ta có thể hiểu sâu hơn là những khi nào dùng trường hợp như thế nào. Cái thứ hai, trong cái thời gian các bạn mới học, các bạn rất dễ bị phát âm sai. Nếu như các bạn thực hành ngay từ đầu, bạn phát âm sai ở đâu, người ta chỉnh cho bạn ở đó. Bạn nắn chỉnh liên tục thì sau này phát âm của bạn nó sẽ tốt dần lên. Còn nếu như bạn cứ giữ nguyên cái sai đó, bạn ngại, bạn đi không đi thực hành, bạn không nói chuyện, bạn phát âm sai từ năm đầu tiên, từ năm thứ 2 đến năm thứ 3 thì sau này nó rất khó để có thể nắn chỉnh lại. Một cái cây đó đã đâm rễ sâu xuống dưới mặt đất rồi thì khó mà nhổ lên được nhá mọi người nhá. Ngoài ra, nếu như các bạn chỉ học ngữ pháp mà không đi thực hành, không đi giao tiếp, không đi nói chuyện thì tất nhiên là các bạn sẽ không có cái thứ gì nó gọi là phản xạ giao tiếp. Có rất nhiều bạn mắc vào cái trường hợp gọi là nghe thì hiểu nhưng mà không nói được. Đấy là do các bạn không có phản xạ. Ví dụ như người ta có phản xạ, người ta nói được một câu ấy thì chỉ mất khoảng tầm độ 2 đến 3 giây thì người ta phọt ra câu đấy rồi. Nhưng bởi vì bạn không có phản xạ nên bạn mất đến hàng phút để bạn mới lốt đinh xong được cái câu ở trong đầu này. Nó rất là mất thời gian. Và thêm nữa nhá, nếu như bạn chỉ ôm khư khư cái đống sách vở và học y như ở trong sách, đi ra ngoài nói chuyện thực sự nó rất là thiếu thực tiễn. Nó kiểu buồn cười ấy. Ví dụ như ở trong sách người ta sẽ có công thức dạy các bạn là sự lặp lại của tính từ. Trên trời thiên chỉ chân hổ, thiên lán lán的, yến bái bái的, mẩy chí lạ.
Nhưng trên thực tế chúng tôi không nói thế đâu các bạn ạ. Chúng tôi đơn giản nói là lán thiên bái yến, bút xuộn. Đó. Cái việc không học giao tiếp song song với ngữ pháp ấy, nó còn khiến cho bạn mang một cái nỗi sợ là nỗi sợ phải nói chuyện. Bởi vì là mỗi khi mà bạn định mở miệng bạn nói ra cái gì đó thì bạn sẽ lại phải nghĩ đến là ồ, không biết cái công thức ngữ pháp này mình nói đúng ra nó có giống như ở trong sách hay không, hay là mình đang bị nói sai, hay là mình phải sử dụng công thức ngữ pháp nào nó mới chuẩn. Ôi bây giờ kiểu bị cuống ấy. Không những thế, khi lỡ mà bị phát âm sai, bạn còn sợ là sợ nhục, kiểu ôi dồi ôi, học tiếng Trung 2-3 năm rồi mà nói câu này còn nói sai, má nó nhục ghê luôn. Đó, đấy là những cái nỗi sợ do bản thân chúng ta tự đem đến thôi. Vậy nên là hãy cố gắng song song với việc học ngữ pháp, hãy ứng dụng nó, sử dụng nó trong giao tiếp thì chúng ta có được cái phản xạ sử dụng tiếng Trung tốt hơn. Sai lầm thứ 5, không học bút thuận. Cái này cũng không phải sai lầm của tớ đâu, nhưng mà tớ thấy có nhiều bạn bị nhá. Có bạn nào viết Hán tự theo kiểu tổ tiên mách bảo, kiểu nhớ được nét nào thì phệt theo nét đấy, chứ hoàn toàn không có thứ tự gì cố định cả. Đúng nhận sai cãi à tớ? Đúng nhận sai cãi cho tôi cái. Đấy là do bạn không học bút thuận đấy. Hay là có bạn nào đến giờ này vẫn còn đang phải tìm mua những cái cuốn sách luyện viết Hán tự theo cái kiểu là người ta đưa cho bạn một cái chữ, xong rồi hướng dẫn bạn là viết nét nào đầu tiên, nét nào thứ hai, nét nào thứ ba, xong bạn tô theo cái chữ đó, cố gắng để học theo. Có đúng nhận sai cãi cho tớ. Đấy là bởi vì bạn không học bút thuận đấy. Bút thuận có thể là một thứ khá là mới mẻ với những bạn mới học tiếng Trung, nhưng mà thực ra nó là một cái thứ nó đã tồn tại từ rất lâu nay rồi. Bạn có thể lên Google và search xem là quy tắc bút thuận viết Hán tự hoặc là quy tắc viết Hán tự. Nó sẽ ra cho bạn rất là nhiều kết quả. Nhưng thật ra thì các kết quả nó cũng giống nhau thôi, kiểu các cái trang web người ta copy paste của nhau hay sao ấy. Thì hiện nay có tổng cộng là 7 quy tắc chính và 1 quy tắc phụ. Ta gọi nó là 8 quy tắc bút thuận. Khi bạn đã nắm được các cái quy tắc viết cũng như là các thứ tự nét viết này thì sau này bạn sẽ có thể dễ dàng viết Hán tự một cách nhanh chóng và ít bị sai hơn. Và bonus thêm một điều nữa đấy là với những bạn mới đang bắt đầu viết Hán tự, đang bắt đầu học viết Hán tự thì các bạn nên sử dụng vở Oli hoặc là các cái vở có cái ô vuông ấy, có cái giấy ô vuông. Và với mỗi Hán tự thì viết ở trong một cái ô đó thôi. Nếu như mà các bạn dùng những cái vở viết kiểu kẻ ngang bình thường này thì sẽ dễ bị rơi vào cái tình trạng gọi là những cái bộ thủ hoặc những cái nét Hán tự bạn viết nó bị rời rạc nhau ra thì nhìn nó bị sai chữ nhá. Tôi lấy ví dụ như là chữ nỉ mà bạn viết theo kiểu mỗi bộ một nơi ấy, thì đấy là viết sai. Bạn cần phải viết nó lồng vào chung một cái ô vuông kiểu như thế này. Cái sai lầm cuối cùng mà rất nhiều người mắc phải đấy chính là chỉ học Pinyin. Và cái sai lầm này thì rất dễ gặp ở những bạn xác định là muốn học tiếng Trung để giao tiếp. Chúng ta nên hiểu rõ với nhau một điều là tiếng Trung giao tiếp không có nghĩa là chúng ta không học Hán tự. Nhất là ở cái thời đại 4.0 này, không phải lúc nào chúng mình cũng có thể gặp nhau mặt đối mặt, cũng không phải lúc nào chúng mình cũng có thể gọi điện thoại cho nhau. Nhiều khi các bạn cần phải nhắn tin, đúng không ạ? Các bạn cần phải chat chít, các bạn cần phải gửi email, vân vân. Thế thì đến khi đó nếu như chúng ta không biết Hán tự, chúng ta không nhận diện được, chúng ta không đọc được thì chúng ta giao tiếp kiểu gì? Không những thế, nếu những bạn chỉ học Pinyin thì cái việc học từ vựng của bạn sẽ càng ngày càng bị rối loạn. Song song với việc chỉ học Pinyin mà không học Hán tự cũng có nghĩa chúng ta là những người mù chữ. Đồng thời đấy là chúng mình không thể nào mà nhắn tin, gõ văn bản, chúng mình không thể đọc được văn bản, chúng mình không thể đi du học, chúng mình không thể thi được HSK, chúng mình về cơ bản là cũng không thể đi xin được việc. Nếu như có xin việc thì lương nó cũng rất là bèo bọt thôi. Stop it. Get some help. Và nói chốt lại thì nó khiến cho các bạn chỉ mất thời gian học nhưng mà về cơ bản nó cũng không ứng dụng được nhiều. Vậy nên kể cả là bạn có xác định là sẽ học tiếng Trung giao tiếp thì nhất định là vẫn cứ phải học Hán tự nhé. Có thể là bạn không biết viết tay nhưng ít nhất thì bạn có thể nhận diện được Hán tự, gõ được Hán tự và chọn được Hán tự đúng. Vậy cho nên là tổng hợp những lỗi sai của người học tiếng Trung thường hay mắc phải, bao gồm cả mình. Và hy vọng rằng video này của mình có thể giúp ích được cho các bạn một phần nào đó trong quá trình định hướng và thay đổi phương pháp học tập. Nếu như bạn yêu thích video này của mình, hãy để lại cho mình một like, một comment và follow kênh của mình để chúng mình gặp nhau được nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.